Ủa chú lấy chưa? Thấy đi. Thấy chưa? Thấy đi chú. Ôi. Chúc quá chú xe chú biết chở cái cây đó về nhà con được không ta? Có để quầy phòng đăng ký rồi. Dạ. Anh đi đâu mà? Mọi người đều một cây thôi nhé. Mọi người thỉnh mai quá trời luôn quý vị ơi. Ê, được thỉnh mai nhiều quá nhiều luôn, lọc mai nè. Đậu có mai không biết về chưa nữa chẳng chẳng. Anh gì đâu à? Có đồng có xong chưa? Đồng. Dạ rồi. Đâu đồng của đồng lấy đi. Trời trời, xong giờ không lấy luôn. Giờ lấy luôn, con lại chờ về bên Hòa không? Cô lại chờ lên sao? Không lấy luôn đi cô ơi, trời trời để đây là mắc luôn á. Mai này về trồng sống là đẹp lắm mày. Ôi ôi. Nó có thần có thế cả đó. Cái gì vậy, cô lấy đi đâu? Uốn mãi mới được cái cây như vậy đó. Hả? Thôi không lấy nữa, không lấy nữa. Được rồi, đủ rồi. Hả? Khúc bằng kia kìa. Đúng rồi. Ok, quay thế này. Bà ông lôi rồi, la quá trời. Đòn của Mai đâu cô? Đòn của Mai đây ạ. À. Đòn của Mai vô lấy đi cô. Dạ vô lấy liền đi, còn kìa cây kìa. Vô lấy đi cô. Đòn mấy cô vô lấy đi cô. Gì vậy? Mấy cô vô lấy đi. Dạ mấy cô vô lấy đi cô. Vô lấy đi không hết á. Dạ được. Đi ra bà. Bỏ vô chậu. Dạ đi ra bà. Dạ đi ra bà. Cụ ơi, cụ đi nổi không? Nặng quá thôi chắc là để lại đi cụ ơi. Chứ nặng sao cụ đi nổi được. Dạ thôi để lại đi cụ, nặng quá sao cô thêm nổi thôi. Rồi. Dạ. Nhờ mấy chú nào đó cụ, nhờ mấy chú nào đi. Chị lấy cái dây gì á, chị bột là nó vòng tròn đó được không ta?
Cái đó à? Cái đó mà lấy cho cô chuyển rồi mà cô chuyển mà động chuyển lấy rồi. Để hờ đi chị. Tôi mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Tôi mười mấy 20 năm chưa. Thằng đúng không? Anh gì đâu mà? Cô lấy chưa? Chợ chợ sao lấy cây nhỏ xíu cô? Cô lấy cây nhỏ xíu vậy? Nó lấy cái cây này nó yếu quá à. Dạ, anh đi làm vòng được cô. Cây này của ai đây? Hả? Đây có thỉnh mai chưa? Hả? Cái gì đâu bà? Chú này chú nào đây? À, có tưởng chú kia. Vô lấy đi. Có tưởng cái chú kia. Ở đây với con nè. Cô. Hôm nay mấy anh cô lên. Đó, đây nè. Lấy chưa coi mày. Rồi, hai cây rồi, ai gì đâu chứ. Lấy đi chú, lấy đi. Hồi nãy con bỏ đó, bỏ lại tại vì hai cây bự. Bánh xe đầy quá rồi. Lấy đi chú. Lấy đi. Con lấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Lấy đi. Chợ một người một cây thôi cô ơi. Mấy con này giờ đứng xí nha. Lấy hết rồi. Dạ. Lấy hết rồi đó, nó đem vô đó. Đi kìa. Có đâu thì giờ coi chỗ nào thầy có giấy không thầy? Giấy cho chú mà nếu ông cầm lo ông thông báo thì cô lại lấy đi cô. Lấy đi cô. Cô Bạch lấy dai vậy? Con lấy cho cô sọ. Không lấy cô sọ đi, cô Bạch lấy cô sọ đừng lấy cái đó. Con chừa nãy mới giờ bị bụi. Kìa coi, bây giờ cái con